Hôm nay đẹp nhỉ? Trời hôm nay quá đẹp luôn này. Nhìn trong xanh. Đấy. Đi tập xe về cô biết đi chưa? Biết rồi á. Thế đánh được mấy đông rơm rồi anh? Trên rừng dưới gà. Sợ thật. Xin chào bác. Đây là đàn gà mía 7.000 con. Đây là mía thuần Sơn Tây nha bác. Các bác có thấy kích thích không? Mổ chân tao. Gà được bao nhiêu ngày rồi anh? Úi dồi ôi. Mày em này em cứ đi theo mình thôi. Đây thế nào? Nào. Theo tao làm gì? Hả? Cứ đòi theo mình thôi. Hay là đói ăn? Cứ đi đẻ. Đi đẻ lại đi theo em là thế nào? Đi theo người là thế nào? Đàn này được bao nhiêu ngày rồi anh? 4 tháng rồi à? Dạ? Trèo hết lên đồi kìa, mẹ nó nhảy ra không anh? Mẹ như này vẫn nhảy ra được á? Kìa vâng, mẹ bao nhiêu con ngoài kìa? Hoành tráng vậy. Nhìn đỏ chót này là kiểu gì là sướng. Đàn kia lon hơn à? Chiều
tiểu. Đàn bên đấy là 5.000 à? 3.000 á, nhìn 3.000 mà to nhiều đấy á. Cái nó hao đi rồi đấy. Hay ạ. À. Cái đàn này là tổng em tưởng là hơn 7.000 con. Đàn này 4.000 đấy. Đây đàn 4.000 đấy á. Ờ. Đây này nó đàn này nhiều này. Ờ. Dẫm đi dẫm vào gà đấy. Vừa gà vừa trâu. Thế anh định đập chuồng nào ra thành chuồng trâu? Đây á, chuồng này á. Thế anh phải đập một mái ra. Anh phải đập một mái ra. À cái chuồng này là hai chuồng, anh làm mỗi chuồng là 2.000 đấy gì? Ôi cái phân này từ năm ngoái à? Của đàn trước à? Nhìn nó đầy áp lên thế. Đàn này được 70 ngày chưa anh? À thế 90 ngày hả? Gần 8-90 ngày à? Nuôi trâu kết hợp nuôi gà đấy. Ui ôi. Chiều tối nó về. Thế nó chạy đi đâu? Nó đi rộng nó khó nhìn. À. Bây giờ về đây nhúc này. Đâu xuống xem trâu luôn này. Nhưng mà em nghĩ là phải lưng mái anh ạ. Hả? Anh phải lưng mái chuồng lên. Nâng lên là cái chắc. Bởi vì là nó bảo là phải lưng mái lên thì cái trâu nó đỡ bị đỏ. À, nó bảo thế. À bảo thế. Nếu mình vỗ béo là em thấy là họ bảo thế mà. Trên những người có kinh nghiệm là họ bảo là nếu mà mình nâng mái lên á thì cái con trâu nó mình khi mình vỗ nó đỡ bị đỏ thịt, à tức là đỏ người nó ấy. Em thấy họ bảo thế em không phải nâng lên. Nhưng mà nhà anh có bio ga không? Nhà anh có bio ga không? Xong bắt đầu cho nó tràn ra. Mình phải tận dụng phân mang bán chứ. Ờ thế cái con kia bán gì à? Bán rồi. Lãi 3 triệu đấy đúng không? 3 triệu 2 à? Đâu. Tưởng lãi 3 triệu một tháng. Đấy đâu. Ngày hôm nay cũng trắng. Con trâu trắng đâu? Bán rồi. Bán bao nhiêu? Không đủ đoán cái đấy à. Em chịu. Bây giờ bảo đoán trâu thì đúng là em bó tay luôn. Bây giờ bảo đoán trâu thì đúng là bó tay luôn. Trâu bây giờ nó toàn là giá. Mà trâu bây giờ nó giá khác biệt lắm. Giá nó khác biệt. Bây giờ nó khó đoán đấy nhỉ. Nhưng mà con trâu trắng là hôm nọ bán lại lãi được bao nhiêu? Được. Anh vỗ được 2 tháng rồi con trâu trắng này. 2 tháng nhưng mà lợi nhuận được khoảng 1,5 tháng không? Được. Sao không được? Thế bây giờ là còn mấy con? Đây còn mấy 2 con, 3 con, 5 con. 5 con à? Bao giờ sửa chuồng này vào tiếp không?